Thế bây giờ chào anh em nhé. Quay trở lại video clip của buổi tối ngày hôm nay thì Hiến Mưu đang thực hiện video clip tiếp thị giới thiệu tới anh em cặp loa SR4738A Sergi 2, đồng thời quay và giới thiệu báo giá một vài mã sản phẩm khác nữa. Thì thời gian mấy ngày vừa rồi thì bên em cũng bận nên không lên clip được để giới thiệu tới anh em, và cũng theo yêu cầu của một vài vị khách hàng muốn tìm mua về cặp loa SR4738A Sergi 2 của Mỹ này bên em. Thì hôm nay Hiến Mưu sẽ cho anh em nghe một đoạn nhạc, cũng như dành thời gian tiếp thị giới thiệu về cấu trúc của loa, để cho anh em nào nhu cầu đầu tư mua thì có thể biết được. À, vừa rồi thì trên đường đi về thì Hiến Mưu ngồi trên xe ô tô cũng thấy có mấy cái hiện tượng lạ. Hai ông có hai đôi loa tàu mà cãi nhau, hạ thấp uy tín của nhau, buồn quá. Thì nói về trong bán hàng thì mỗi người một quan điểm bán hàng, và mỗi người có một cách suy diễn khác nhau. Mình nói thì nó cũng rất là khó, nhưng mà thôi, tốt nhất là hàng của ai người đấy bán. Còn khách hàng quý ai, tôn trọng ai, muốn mua sản phẩm của ai thì đấy lại là do khách hàng. Đấy. Cũng như quan điểm bán hàng của bên em Hưu thì là bán theo đôi, bán theo thời điểm và bán theo giá trị thực tế hiện đang có anh em nhé. Cũng như 4738A Sergi 2 thì các bác search trên mạng nó sẽ ra limit những đôi loa này. Có thể là search hàng chục trang mạng sẽ có, nhưng mỗi một đôi nó sẽ khác nhau vì nó là hàng bãi anh em nhé. Hàng bãi tức là hàng đã có người sử dụng trước, và người sử dụng trước thì có người sử dụng là giữ gìn thì còn mới, còn người sử dụng với mục đích nhiều lần thì nó cũ thì giá rẻ anh em nhé. Đấy, nó theo tình trạng anh em nhé. Thế nên là cũng như có đôi 4738A, các bác xem là tại thời điểm tháng 1 khác, tháng 2 khác, tháng 3 khác và tháng 4 khác nhau, và năm 1 khác, năm 2 khác, năm 3 khác, năm 4. Cũng như 4738A này, những đôi này hàng chỉ lên không xuống anh em nhé. Có nghĩa là anh phải nói là những đôi 4738A này, những năm cuối 2016, 2017 Hiến Mưu bán ra nó ở đầu 4 thôi, khoảng độ cuối đầu 3, đôi đẹp ở ngoài đầu 4. Nhưng đến thời điểm này thì lại lên. Đấy. Có thể là đầu những đôi đẹp thì nó phải là đầu 5, xấu hơn một tí đầu 4. Đấy. Thì về chất âm của 4738A này thì Hiến Mưu cũng giới thiệu để anh em nắm được. Cái phần kích thước thì chiều rộng của nó là 60, chiều cao nó rơi vào khoảng 1m1, chiều sâu 40. Còn về cấu trúc deliver là loa là sở hữu 3 way, 1 bass 50, 1 trung 25 và 1 tép kẹt anh em nhé. Đôi loa này nếu mà nhìn kỹ đúng là càng nhìn càng thích nó. Này, anh em có thể ngắm kỹ, để ý về cái hình dáng của nó. Có thể nói là 4738A Sergi 2 đánh giá là nó sẽ đẹp hơn 4735A và sang trọng hơn 4735X anh em nhá. Đấy. Và chất âm của nó thì phải nói là đôi loa này về giải bát cực sâu, trung âm rõ nét và tép nhuyễn. Đối với đôi loa này thì thực hiện được các phần như nghe nhạc và hát karaoke, đánh nhạc sàn ok anh em nhá. Vì loa sở hữu bát 50 như từ 220 cuối 100 bát trở kháng 4 ohm, quánh rất mạnh. Còn trung âm của nó là trung 25 nhưng mà côn họng 76 rất lớn và tép kẹt. Đấy. Nếu mua loa thì các bác sẽ phải hướng đến cái phần gọi là cấu trúc deliver của loa là rất quan trọng anh em nhé.
Có những đôi loa anh em giới thiệu bằng giờ, nhưng về cái cấu trúc Đài Loan Vương, cái thiết kế của nó không có gì độc lạ thì không thể đắt được. Thì đặc biệt là cái đôi 4738A này thì nhấn mạnh giới thiệu lại với anh em là nó chỉ sản xuất tại Mỹ thôi, không sản xuất nước thứ hai, và chỉ có hàng cũ thôi, không có hàng mới anh em nhá. Chỉ có hàng cũ thôi, không có hàng sản xuất mới. Vì như đời 4 số này thì theo Hiền Miu tìm hiểu thì nó sẽ dừng lại ở năm 2010 là không sản xuất nữa. Nó lên các đời khác, lên đời cao hơn này. Đời cao hơn là nó nâng cấp phiên bản bát neo, trung neo và tép neo. À, đôi SG4738A này. À quên, đôi này SGX738 này. Đấy là phiên bản cao cấp rồi. Đôi này thì nó sẽ cải tiến về phần thùng của nó. Đây đối với 4738A như đôi này là phần thùng nó là nỉ này. Nhưng chất âm của thùng nỉ nó có cái hay riêng. Vì chất âm của thùng nỉ cực kỳ ấm anh em nhá. Mình phải nói là nếu mà nói 4738A thùng nỉ nó có cái hay riêng anh em nhá. Rất ấm luôn. Và sức chịu đựng của thùng nỉ nếu mà không gặp mà nước và mưa gió có thể là bền hơn cả thùng này cơ. Đấy. Nhìn loa này thế thôi nhưng mà chống qua đập cực tốt luôn. Đấy. Nó là gỗ ép nện nhiều lớp. Nhưng đây là thùng gỗ rất dần cát, nhưng mà va có thể là đập là xước sơn, mốc, xước sơn là chuyện bình thường. Đấy. Bẹp, méo là khó có thể là làm được. Đấy. Như đôi này, trừ khi rách thôi. Chứ còn va đập vào những cái vị trí mà cạnh tròn thì là ok luôn. Đấy, cũng nhiều anh em chơi đôi này rồi, cũng có làm sự kiện rồi. Những cái năm thập niên đầu 9-2000 mà có những đôi này thì đúng là vua chiến trường. Ok anh em nhá. Thì hôm nay để giới thiệu về đôi loa này nhằm mục đích báo giá, giới thiệu tới anh em. Thì đối với đôi 4738A này, cái thời điểm trước Tết thì bao giờ hàng hóa cũng sẽ cao hơn một chút. Vì lúc đấy là mục đích nhu cầu mua sắm của anh em sẽ lớn hơn. Và nhiều người sẽ đầu tư thì giá sẽ bị đội lên một vài triệu. Nhưng ngày hôm nay đối với cặp SG4738A Series 2 tuyển chọn này thì mình báo giá cho anh em là 50 triệu đồng. Hàng bao chuẩn xịn sò chất lượng, bao zin về côn tép, bao zin về chung và bao zin về bát, thùng thành bao đẹp cho anh em. Thế mình sẽ cận cảnh quay nét về hàng cũ như anh em đi mua xe cũ anh em nhá. Có con thì người ta đi giữ gìn, có con thì người ta đi thì không chịu đầu tư hoặc ma đập thì nó sẽ xước sát. Nhưng con này phải nói là đẹp anh em nhá, xuất sắc anh em nhá. Ôi, quá đẹp luôn. Đối với đôi 4738A này thì như đôi này thì sẽ có mã số là mở qua em không quay đến nhưng em sẽ đọc số cho anh em là 32. Ok. Còn số này cũng không quan trọng, cũng đọc thế để anh em biết. 32 và và 26 anh em nhé. Đấy. Chất của nó đúng là từ trước giờ em đánh vẫn đánh giá cao về chất âm của 4738A Series 2, vẫn là đỉnh cao. Cửa tiền để so sánh như đôi SGX715 anh em mua phân khúc đời SG là X là đời cao rồi, nhưng chất âm của nó không thể hay bằng đôi này được. Mà cửa tiền anh em đầu tư như như em đang sở hữu đôi 715 ấy, cửa tiền nó cũng rơi vào khoảng từ 45-50 triệu. Nhưng nếu để hay thì không thể hay bằng đôi này được. Và nếu mà độ hoành tráng to khỏe cũng không bằng đôi này được. Chất của đôi này nghe đảm bảo hay hơn nhiều. Chất âm mộc thực sự xịn sò anh em nhé. Nghe nhỏ đã dạy được ba giải rồi. Các bác có thể quan niệm một đôi loa hay là như thế nào,
Đối với em, nếu một đôi loa hay, một đôi loa chất lượng, đánh giá nó sẽ là đủ 3 giải anh em nhé, nếu để nghe. Còn mọi sự hoàn thiện về một cấu hình karaoke âm thanh thì nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Nhưng đánh giá độc lập một đôi loa hay thì nó phải hoàn thiện được 3 giải bass, chung, tép anh em nhé. Từ giải thấp đến giải cao. Đánh giá một đôi loa hay anh em nhé thì phải đánh giá toàn bộ về chất lượng của nó. Nếu nghe độc lập thì SG4738A đánh giá đỉnh cao của chất lượng anh em nhé. Cho anh em nghe một đoạn nhạc có lời để anh em biết được là thực sự nói là 4738A là đã nghe là nghiện luôn. Đấy. Để anh em nắm được khi mua cho thuận lợi. Còn tất cả hàng hóa bên em yêu bán theo tình trạng và theo giá đầu vào. Có thể mình đi mua đắt bán đắt, mua rẻ bán rẻ. Đấy là việc tất nghĩa dĩ nhau rồi. Còn anh em nào ủng hộ, tin tưởng mua được, alo gọi điện cho em. Đồ này em bao cho anh em đặt phòng khách nhìn đã chất rồi. Đấy, nghe nhỏ thôi. Thì đêm muộn này như bật nhỏ này. Và bật nhỏ thì mới phát hiện được cái chất âm của nó. Nghe phê lắm anh em nha. Nhiều bác có quan niệm là loa to là không nghe nhỏ được. Nhưng loa to nghe nhỏ được mới là loa hay anh em nhá. Đây. Nghe to thì càng hay hơn, chứ phải có không gian. Quá hay rồi. Rồi. Rồi thì về chất âm của nó thì đã rất nhiều clip rồi. Thì mình cũng tắt đi để chia sẻ cho nó cụ thể. Đối với đôi này thì em phải nói là nó hay và nó rất là hoành tráng anh em nhé. Nên anh em nào mua thì liên hệ với em. Còn về tình trạng em báo zin đẹp cho anh em. Còn đôi nào tình trạng lỗi em cũng sẽ báo lỗi. Và tình trạng đẹp báo đẹp đấy, cho anh em đấy. Vì hàng bãi mà. Anh em biết rồi. Hàng bãi thì nó sẽ có những khuyến khiếp không thể tránh khỏi, nhưng cho phép không ảnh hưởng gì đến chất âm là ok. Còn tiền nào vải đấy cho anh em, bất kỳ trung tâm nào bán cũng vậy thôi. Đây cũng không phải là bóc mẽ nhau ra làm gì cả. Còn bác nào tin tưởng ủng hộ bên em yêu, alo gọi điện cho em đấy. Cũng như vừa rồi có mấy clip hot mới lại bốc phốt hạ bậc nhau đấy, thì các bác nên rút kinh nghiệm trong cái khâu bán hàng nhé. Vì bán hàng, một, chuẩn chỉ, có tâm. Thứ hai, về giá, cân đối theo thị trường. Ví dụ như đôi này, nó sẽ dao động trong cái khoảng. Nếu hàng zin tuyển đẹp, cửa tiền nó phải từ 45 đến 55, anh em nhé. Đấy là dao động để anh em mua. Đấy. Còn có thể là bác mua được rẻ hơn. Đầu vào thì... chắc bác phải sang tận Mỹ mua, hoặc các bác mua lại của anh em nào rồi bán thì sẽ có giá rẻ. Còn hàng xịn sò mua nguyên bãi không mua rẻ được anh em nhé.
Còn ví dụ như có một vài anh em, lại nói một vài anh em bán hàng chất lượng không chuẩn, không đúng, nhưng cứ bán bảo zin. Ví dụ như đôi này ông bán 30 triệu ông bảo zin thì chắc chắn là bác này đang nói điêu các bác anh em nhé. Mua mỗi đôi bát không 15 triệu. Vì đây phải chia sẻ thật thế nhanh. Bát 4 ôm này, bác nào có đem đôi bát này đến đây em giả đủ 15 triệu đôi bát này. Đấy. Chưa nói chung, tép, thùng, phân tần. Đấy mà nguyên khối như này, đẹp như này. Anh em nhé. Thì đây cũng phải nói thế để anh em mua hàng, lựa chọn trung tâm thực sự uy tín. Nói rõ ràng, lành mạch. Một về chất lượng, thứ hai về giá cả, thứ ba là chế độ sau bán hàng rõ ràng anh em nhé. Còn đối với bán hàng về hàng bãi này, đặc biệt về loa bãi, thì đối với cơ sở của Hiền Mưu, nói nét về cái chế độ bảo hành để em nắm được. Đôi loa em sẽ bao cho anh em là chuẩn, là xịn, được chưa? Còn trong quá trình sử dụng, con tép này, ví dụ con tép này, hoặc con tép này, hoặc con tép này, nó xảy ra cháy lỗi, bên em có thể hậu chữa sửa, hậu trợ xử lý về phần côn. Nếu côn linh kiện em sẽ hỗ trợ cho, còn côn xịn của nó thì các bác phải mất tiền. Đấy, nói rõ thế. Nên một đôi loa hay đẹp thì nó yêu cầu là zin xịn, mà xịn thì không phải lúc nào cũng có ngay anh em nhé. Có thể có thì các bác phải mất tiền, còn côn linh kiện thì nhà bán hàng em có côn linh kiện em sẽ xử lý miễn phí cho các bác. Đấy. Chung cũng vậy, bát cũng vậy. Đấy. Có những đôi loa như mình chỉ nói như này, như về cái bát này, các bác đánh rách bục chuyện bình thường, vì không có cái gì là không hỏng anh em nhé. Nếu đã muốn hỏng thì như đôi loa này cháy tàn tập chỉ trong vòng 30 giây cháy hết. Đấy. Nên người mua cũng phải chú tâm trong cái quá trình sử dụng, mà cũng phải học cách sử dụng khi mua về. Đấy, thì mình cũng giới thiệu thế để anh em biết được cái quan điểm bán hàng rõ ràng thế. Còn các bác biết rồi, cũng có nhiều trung tâm quay chụp bán hàng nhưng mà cũng không báo giá rõ ràng, chế độ bảo hành cũng không nói nét, nên ra là nhiều khi cũng mập mờ trong quá trình bán hàng, cũng không phải anh em nhé. Nên trung tâm em là báo rõ luôn. Còn anh em vào kèo chốt đơn ra lộc lá như nào thì gọi điện trực tiếp. Đấy, ví dụ cái khung của đôi này là 50 triệu, anh em quý nhau lọc lá cho nhau vài đồng, nhưng cơ bản cái đồng lọc nó chỉ là cái số tiền lẻ thôi, nhưng cơ bản các bác mua được một đôi loa chuẩn xịn ưng ý các bác gặp em anh nhá. Còn nói thì nó vô cùng lắm, mỗi người có một cách nói, mỗi người một cách thuyết phục khác nhau. Nhưng nếu về bán hàng về GB Mỹ này, em yêu khẳng định là bán hàng là top 1 ở đất Bắc này về GB, nên tất cả các thông số của nó em nắm cơ bản chắc và rõ. Anh em nào muốn tìm hiểu xịn chuẩn, alo gọi điện cho em nhé. Xin chào gọi lại anh em.